Chào cả nhà. Nay nhà mình có khách cả nhà ơi, cũng hơi đông á, cho nên là mẹ chuẩn bị khá là nhiều đồ nè. Đây, để mình giới thiệu cho cả nhà xem nha. Cái này là dầu trường nha cả nhà, ba cái đó. Ôi cái này ngon ghê, cái mẹ đó ngon. Cái này bự nè. Trời ơi, ba đùm dầu trường. Còn này là mấy cái bao tử mà, sáu cái bao tử, sáu cái bao tử là gần 4 kg á. Còn đây là khoảng gần 3 kg sườn nè, 3 kg sườn non luôn. Rồi, còn này là thịt bò mình mua nhà người ta xay sẵn rồi. Thì cái này á, bây giờ mẹ sẽ ướp để mình làm cái món bò nướng lá lốt nha. Đó, món này nhậu cho nó dễ, nó ngon. Rồi. Còn cái dừa trường này thì mình xào dưa cải chua. Ừ. Bao tử này thì khìa nước dừa. Đúng rồi. Sườn này thì mình nướng. Ừ. Đó. Rồi. Quá nhiều món luôn. Còn thêm một món tôm nữa, tôm hấp nữa. Tôm hấp nữa, lát nữa mình chạy đi lấy sao. Rồi, bây giờ mình ướp đây. Rồi, mình cho hành tím nè, tỏi. Giờ mẹ mình ướp cái này để mình ngồi mình quấn lá lốt trước. Rồi, trong khi đó thì mẹ sẽ đi làm mấy cái món này. Đây, ướp miếng dầu hào vô. Cả nhà nhìn thấy 4 cái thao đồ ăn này là biết nay là đông á, tầm khoảng 15 người, gần 2 bàn, tính luôn gia đình mình. Lát chắc mình sẽ mua thêm 3 kg tôm nữa. Rồi, đây mình ướp dùng miếng tiêu. Đại hắn tiêu hả mình? Tiêu đại mẹ, này, cái món này phải cay cay nó mới thơm ngon. Rồi, đường luôn, hạt nêm. Đó, hạt nêm. Ớt một xíu thôi mà. Mẹ xíu thôi để nó cay. Cay quá con. Rồi. Nhiều người ăn không được. Rồi, mình cho vô miếng tương ớt nữa. Tương ớt. Gia vị bò gia kho. Gia vị bò kho nè. Mình nó thơm lắm. Cái túi này là để người ta nấu bò kho đó. Nó có hồi quế, đinh hương ở trong đó, nó rất là thơm. Thơm lắm. Rồi. Mình trộn lên. Thơm đó. Thiệt. Thơm quá. Cái mùi nó giống như ngũ vị hương vậy đó. Ừ. Thơm ghê luôn á. Nhiều đây mình nướng nhiều lắm mình. À. Lần này mình có 2 cái món nướng. Kệ món nướng vậy nó dễ nhậu. Nay không có món nước à. Nay không có món không nước. Không có làm món nước. Tiếp theo là sườn. Đây, mình đây nước tương. Sườn nướng thì nhà mình hay ướp nước tương. Nhiều hết nước tương luôn mình ơi, hết vô đây luôn mình. Đó, đi tới cả 3 kg lận. Sườn mẹ ướp cũng đơn giản nhưng mà ăn rất là ngon, không có cầu kỳ. Đây là tỏi với ớt. Tỏi ớt. Đó, còn này chừa lại ngụm nước bao tử. Rồi, cái này là ớt sa tế. Đây mình cho hết thủ luôn ha. Hết luôn, hết như đây. Tới 3 kg sườn mình cho hết thủ luôn. Đó. Cho miếng sườn mình nó có màu bóng bẩy rồi. Đúng rồi. Biệt là tương ớt đây nè. Tương ớt đây. Tương ớt thơm. Đây. Mà nói chung ướp cái nào cũng thơm. Nào cũng thơm hết á. Đây tương ớt. Rồi, đường. Rồi, mình dặn thêm chút bột ngọt. Rồi, trộn lên. Đơn giản thôi. Nay mình đem 2 cái bếp khè ra nè, mình nấu chó lẹ chứ nấu bếp củi mà như đây rồi ăn không biết tới khi nào mới xong. Với 2 nữa nó gió quá. Dạ. Bữa nay gió quá mình nấu củi nó bụi lắm. Mai có khách đây nè, mình chơi sang bữa mình nấu ra. Ướp đơn giản thôi nhìn thấy ngon kìa, chủ yếu là cái màu nước tương với tương ớt. Rồi bên đây thì mình sẽ bắt một cái nồi nước để mình trụng sơ vào trường ha, cho nó không tanh. Đó, cho vô miếng gừng với 2 miếng hành tây nè. Rồi nước sôi rồi. Đó. Bỏ vô mình trụng. Cũng như mình rửa. Trụng gì cái đem ra mình cắt. Đúng rồi, cắt là cái mình ướp nó lại. Ôi nó bự quá. Ôi. Ý. Cái đùm này đó một ký ba hả mẹ? 1 kg 50 kg. Hai cái đùm nhỏ kia mà có 900 gram. 950. Còn đùm này 1 kg 30 kg. Đùm nó chắc đùm nó bự già. Cái này hả?
cái này cũng như là heo, cái dạng cũng như đẻ ăn lứa rồi. Còn này là tơ. Rồi, trụng sơ vậy được rồi, giờ mình vớt ra. Nhiêu đây, trời ơi, tôi ra còn 6 dĩa rồi mà. Nhiều lắm. Nhiều lắm à. Nhiều lắm. Đó, là bự nè, ngon nè. Thiệt là đã. Sắc là nhiều lắm. Rồi. Rồi, mình đem lại mình rửa. Mình rửa lại là mình sắc. Rồi, cả nhà nhìn lá lốt, nhìn đã ghê không? Lá bự 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 nè. Giờ mình sẽ đi gói thịt nha. Này mình rửa tay sạch sẽ rồi nha. Làm tay không đi cho nó dễ. Cái này mà đeo vào tay nó dướng díu khó chịu. Này nhà làm cho nên là mình bỏ thịt nhiều ăn nó ngon. Còn mua ở ngoài toàn lá lốt không, không biết được thịt bò không hay là thịt heo. Trời ơi nhìn đã quá. Tưởng tượng cái này hồi cắn cái trời ơi nó giòn sực sực đã dữ à. Cái phần giò trường này mình ướp luôn cả nhà. Lầy đường với bột ngọt, muối. Rồi mình lấy một miếng hành phi với miếng tỏi phi cho nó thơm. Cái này gấp miếng là đáng không tiền nó gạo nhan sắc nhìn nó bự bự ăn sướng. Đó. Ngon lắm, cái đường này ngon. Xong rồi mình để đây cho nó thấm đi chút, mình đem xào. Giờ mình sắc bao tử. Như đây bao tử sắc chắc cũng tiếng đồng hồ quá. Sắc lâu lắm á. Bây giờ mình thay mình để miếng vậy nè. Mình quay luôn mà giờ mình sắc ra. Cho nó thấm à. Cho nó thấm, đúng rồi. Lát nữa cũng khổ phải cắt. Đúng rồi. Cái đường nào mình cũng phải cắt hết. Giò trường cũng giòn rồi, gặp bao tử cũng giòn. Bò bén quá. Đây, giờ mình sắc đây, sắc miếng vừa vừa ăn vậy được à. Đó. Làm hồi bắt đầu nó teo lại là dừa. Đây, mình mới đi lấy tôm về đây cả nhà ơi. Đây, như đây là 3 ký tôm. Ồ, nhà nhìn thấy tôm đã rồi. Một con bự canh 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 luôn. Sống nhăn luôn á. Mấy con này có gạch luôn, đầu đỏ đỏ nè. Sản của Bến Tre, tôm càng xanh. Ui, giờ mình rửa sơ cái mình đem vô mình hấp. Sáu cái bao tử mình sắc là được vô đây đây. Giờ nguyên một thao luôn. Một thao luôn. Giờ mình ướp đàn hồ mình đem qua nước dừa luôn. Rồi cái này là tỏi ớt nè. Đó, tỏi ớt mình đâm ra. Rồi mình cho một miếng hành phi vô luôn cho nó thơm. Một miếng muối. Rồi miếng đường. Rồi miếng tương ớt nữa cho nó có màu nè. Vậy là xong rồi. Xong. Mẹ dằn vô miếng bột ngọt nữa. Còn ở đây được một dĩa bò lá lốt rồi nè. Mà mới có phần nửa rồi. Còn hơn nửa rồi nè. Cuối cùng mình dằn thêm miếng bột ngọt nữa nha cả nhà. Có cái tương ớt nó thơm quá. Dừa này để mình kìa bao tử nha. Sẽ hái hai trái. Hai trái chà ba lửa. Bây giờ mình làm bao tử kìa nước dừa trước nha. Đây, và hành tỏi nè. Bao thơm. Hành tỏi thơm rồi, giờ mình cho bao tử vô đây. Xèo. Quá là nhiều. Rồi, này phải như mình làm tầm 4 cái rồi vừa thôi. 6 cái nhiều quá. Mấy 6 không đủ. Mình làm đại 6 cái rồi con. À dư phải không? À dư. Tại mình đông khách rồi con. Tương ớt vừa thơm lắm. Nó có cái màu đẹp nữa. Rồi, bao tử nó sang rồi, dừng cho nước dừa vô. Không, mình cho vô trước một trái thôi mình ơi. Bị nước dừa này trái nó bự quá. Phải nghĩ một trái là chắc đủ đó. Tiếp theo mình xào vô trường. Cái này
tỏi với hành tím mình băm nè, với gừng, gừng cắt sợi. Cái chảo có vẻ hơi nhỏ. Bạn thấy là chắc vừa. Rồi, vàng thơm rồi, mình cho vào đường vô. Không nhỏ lên bên đây. Hồi đó, nó teo lại. Xin như cải vô là vừa. Cái chảo bao tử à, nó sôi ục ục ục. Giờ trường nó sang rồi, giờ mình cho miếng nước vô. Cái phần dồi trường nó chín rồi, giờ mình cho vô cải vô. Món này nấu sao mà chắc xong trước nè. Nấu sao mà miếng nước dừa nó rất. Đây cũng sắp cạn nước nè. Dừa luôn mình. À, chảo luôn. Cuối cùng đây mình cho hành tàu vô. Cần tàu. Léo lưỡi. Cần tàu. Trời ơi, quá hấp dẫn, thơm phức luôn. Quá thơm. À, đủ say đắm lòng người chưa mọi người ơi. Xong mình tắt lửa. Bây giờ mình đi lấy tôm mình hấp luôn. Ồ, tôm quá. Tôm. Hãy còn cái dừa, mình lấy cái dừa mình luộc luôn. Ừ. Đây mình chế vô. Tôm luộc nước dừa. Cái dừa nước nhóc luôn. Nhóc lại. Rồi. Để lên. Đây nguyên một dĩa luôn cả nhà. Đây là 100 mấy chục cục á. Món bao tử của mình cũng xong luôn rồi nè. Khô rồi nè. Bây giờ mình cho chút ít hành tây vô. Trời ơi, nó bóng lưỡng luôn kìa cả nhà ơi. Nó hấp dẫn luôn. Nãy nhìn nhiều nhưng mà mình nó teo chứ. Mình làm nó teo lại mà. Ừ. Nó teo lại. Vậy là 6 cái là chắc dừa đó, nãy nói 4 cái là chắc thiếu à. Mẹ nó con tử nó teo. Mình làm nó teo lại. Rồi, tắt lửa luôn. Tôm của mình chín rồi nè cả nhà. Ôi ôi, thơm phức luôn, đỏ ao rồi. Nhức cái nắp thiệt chứ. Rồi, món tiếp theo là món xương nướng nha. Vô đủ nguyên cái thao luôn. Ôi, thơm phức luôn. Lấy thao mình ụp lại đó, cho nó mau chín. Không gì kệ được. Thôi vậy được rồi. Đó, vậy cũng được rồi. Đó. Đây giới thiệu cả nhà, đây là cô Thanh ở trên Sài Gòn. Nay xuống thăm gia đình. Chị khỏe hả chị? Khỏe. Dạ, chị vô ngồi kiểu đi chị. Mình rước cô vô trước, rồi có mấy cô chú đi vô sau nữa. Đây, mấy cô chú xuống tới rồi nè. Mùi thịt nướng này mới đi tới nơi á. Dạ. Dạ có rồi cô, cái thùng xốp á cô, để con húp bia cho cô. Dạ rồi, chào. Dạ. Rồi mời mấy anh mấy chị đi. Hãy làm ca sĩ nên đi ổn trẻ. Dạ, anh chị ghế nghỉ mấy anh ấy. Quăng luôn đã, đó bà. Quăng bữa cười nha, một. 2 3. Trời quá hay luôn. Cảm ơn bạn bè. Chúc mọi người sức khỏe. Chúc mọi người mạnh khỏe. Tăng sức khỏe. Mạnh khỏe. Cảm ơn chị đã.
chị đẹp rồi, chị đẹp rồi. Rồi con mời các cô chú dùng dạ. Dùng món. Rồi, rồi. Rồi. Dạ em gửi chị. Dạ cảm ơn. Con ở quên. Con này là nhỏ con. 1 2 3 vô. Mời mấy anh luôn nè. 1 2 3 vô. Rồi. Ai cho ai cho. Vô miếng nước uống đi. Không tự nhiên đi. Đi. Có. Đi. Sao tự nhiên chủ nhà ngang nhiên luôn như tự nhiên vậy. Lấy giấy chị. Không. Có nè. Vừa thấy có Hồng ở ngoài ảnh hậu ngồi đây anh tự nhiên em quay nước nước nhắc nhở dạ. Em đi chân vàng mà chị nhưng mà nó nhớ các cô sức khỏe các cô các chú ơi con cảm ơn nhiều vợ con gì con dạ chưa mày chưa vợ hả mày rứa quá vợ độc thân nheo nhẽo luôn. Chính bà này cũng 30 tuổi. Nhéo nhéo nha. 30 tuổi rồi đó. Còn tôi 94. 93. Đây, bò nướng lá lốt đây. Tha miếng ngoại lên cho nó ống ánh. Nói đi đăng mấy chữ. Bây giờ cũng tuổi em á. Trời ơi, có sao đâu. Bữa nay em hân hạnh đón tiếp em mấy chị tới nhà em nha. Ủa đâu người miền Tây đâu? YouTuber đâu? Đây, đang ngồi nước. Ủa là con thiệt đó hả? Trời không lẽ con nói giả? Trời ơi trời, Cương ơi là Cương ơi. Coi video bố không nhớ mặt anh này hả? Ồ, nhớ rồi, giờ chắc em nhớ. Coi YouTube là có mặt anh này ngoài đi. Không, tại vì cái giờ người miền Tây là nhiều người lắm. Nói chung 30 người phải không? Chứ đâu phải một mà chị nói ra kia tôi ít sự kiện lắm. Mặc dù có nhưng mà ít sự kiện lắm. Tây là qua miền Tây nữa. À, Tây là có mặt anh này. Dạ, không có ăn dân giả. Rồi đi con. Bởi vậy là tôi biết chợt tôi nhớ ra cái bản nhạc anh ơi. Trời ơi, đàn bà là những đêm đâu. Ta yêu đồng xanh như đã yêu thương con người. Ta thương đôi tình nhân kia như gió thương yêu mây trời. Nhưng sao giờ đây mình đi bộ ta ta. Ok, trời. Đi hè gì hè. Hè nữa. Trời.